Anh ơi, Gì đây? có con mẹt nào ngon ngon thì ông giới thiệu cho anh em cái nào? Mẹt ngon à? Mẹt mẹt ngon ngon thì đừng giới thiệu mấy con mẹt hơn 100, 200 nha. Được nhá. Ui mẹt ngon thì em mới về một con nó đảm bảo chất với chú luôn. Sẽ mẹt gì mà là chất đấy nhỉ? Đấy, con này gọi là đi thì không thể chê được. Con này là 7 chỗ hay 5 chỗ đấy chủ tịch? Mà sao con này 5 chỗ thôi, rộng rãi. Con này xe này nó có 4 số thôi à? Một chủ mua mới à? Thấy ừ. Xe này mấy con xe này toàn thấy 5 số mà sao con này có 4 số à? Con này một chủ mua mới, nói chung là chưa qua ai cho nên là còn giữ nguyên 4 số 209. Ui sụ lốp đẹp nhờ. Lốp dày cui này, có cái lá dăng kìa. Đẹp không? Dòng này thì dòng cao cấp rồi. Con này thì hơn 4 đồng tí thôi. Ơi à. Con này là đời bao nhiêu chủ tịch? Con này sao con này nhiều phím thế nhỉ? Cái này là đùng lông phím này. Nhớ ghế đầy đủ chức năng hết. Ui ghế zin à? Ghế zin theo xe, da theo xe đấy. Ui giời, vô lăng đẹp nhờ. Vô lăng à? Vô lăng con này đẹp đấy. Củ số này còn khá đẹp đấy nhờ. Con này anh em nào mà thích form dáng chủ tịch thì đi con này. Con này 5 chỗ gầm cao à? 5 chỗ gầm cao. Chủ tịch đề nổ máy lên cái nha nào. Ui giời, con này cứ có 2 giật lạnh luôn à? Xe chủ tịch có 2 giật lạnh nhờ. Cốp sau con này chắc rộng lắm nhờ. Để em xem cái cốp sau nha nào. Ôi giời, rộng ghê luôn nè. Rộng đấy chủ tịch ạ. Con này là bao nhiêu chủ tịch ơi? Con này bán cho anh em là 435 thôi. 435 thôi à? Ủa sao cái này cái nó mới thế nhở? Còn vừa có sử dụng đâu, còn lốp chưa đầy đủ dưới này. Ôi giời ơi. Cái thùng bọng này kia đang còn rất là mới nha. Ừ, sao nó mới tinh luôn này. Con này là... Chủ tịch bỏ cho cái đấy xuống nha nào. Ui đấy. Mới nhở? Quá mới luôn đấy. Đây có cả sạc thì sau này được à? Đầy đủ chức năng. Đẹp đấy nhờ. Con này là 209 đấy chủ tịch. Con này 209. À. GLK 280. À. Đấy, lót sàn đầy đủ hết rồi, form trắng. Chính xác là bao nhiêu chủ tịch nhờ? 435 cũ. 435, còn bớt không chủ tịch? Còn bớt thoải mái cho anh em luôn. Ở đây này còn nguyên tem tiếc, ốc ác này còn đấy, nguyên nhờ. Đấy, thế thì không phải chỉnh đây đâu nha. Mình ngồi đây là bói tay à. Đấy. À là chỉnh đấy à? Chỉnh đấy. À là mình chỉnh ở trên này chứ không phải là thấy mấy ghế kia nó chỉnh ở dưới. Đúng rồi. Có cái nút này đây này. Đó. Đây. Cái này là qua về lên xuống. À. Đó. Chức năng. Nhớ ghế này. Chức năng nhờ. Chạy cực kỳ bốc nha. Động cơ 3.0. 3.0 à? Chạy con này đi đường trường thôi là khỏi chê luôn. Không, xe này xe chủ tịch nhìn form này là đẹp rồi. Đẹp đấy. Chủ tịch mở khoang máy cho anh em xem cái nào. À xem khoang máy à. Đấy. Con này thì máy thì nguyên bản nguyên zin luôn. Con này là một chủ à? Một chủ mua mới từ đầu, máy nguyên bản. Máy nguyên bản luôn. Ừ. Sao máy này êm đấy, em nghe đứng ngoài thì chẳng nghe tiếng máy gì cả. À, con này đồng. Lên đèn bi rồi à? Đèn bi đầy đủ hết rồi. Rồi máy này. Chất chưa đấy. Anh em? À nó có bô này, miếng chống nóng này, như mới này. À. Miếng chống nóng này mới nhờ. Ờ. Ủa sao xe này người ta không đi à? Con này khác này. Chủ yếu người ta sử dụng ở nhà là chính. Ở sau cái khoang này em quay cho anh em xem này. Đấy logo. Quá nhờ. Mercedes. Đẹp đấy, mâm lốp mới, con này đăng kiểm mới à? La răng này. Con này đẹp, mới đăng kiểm cách đây 5 ngày rồi. Mới đăng kiểm à, mới đăng kiểm à? Ờ, mới đăng kiểm mới đó. Ừ. Đấy con xe máy này. Máy êm đấy chú ý ơi. Xe này cũng nhận là máy nó êm thật. Em ru à? Con này thì đi nếu mà đi tán gái thì cũng được đấy nhỉ. Con này tán gái thì bao chất. Con này à. Đi ông đi gia đình, ông đi đâu đi chơi này kia là quá chất luôn. À kênh YouTube của chủ tịch là cái gì đấy mà anh em hỏi nhiều khi em quên em không giới thiệu cho anh em. À. Nhiều anh em hỏi là cứ vào kênh YouTube gõ từ khóa Phúc Việt Ô Tô hoặc Phúc Việt Ô Tô cũ. À mình có TikTok hay là YouTube? TikTok là của Phúc Việt Ô Tô luôn. Hoặc Phúc Việt Ô Tô cũ. À úp lên ra là hàng ngày mà. À. Muốn liên hệ với chủ tịch thì liên hệ bằng số nào? Số line của mình là 0969711141 và 0936793793. À. Đó chỉ có hai số đó thôi, hotline là liên tục 24/24. À. Đêm có nghe không? Nói chung là đêm anh em gọi trước 10 giờ tối. À. 11 12 giờ ngủ quên. 12 giờ đêm chủ tịch vẫn nghe máy chứ, ủa êm thế nhỉ. Ốc á còn nguyên ở đây cho máy móc này. Cho ông xem này. Cho ông xem nguyên cái giải ốc rồi. Đâu? Đấy, ốc ác ở chưa ra hết này. Ừ. Ốc này, thấy không? Ừ, mới tinh nha. Cái dàn máy của nó là phải
zin nguyên bản mới mua, dòng này là zin nguyên bản mới mua. Rồi. Cảm ơn chủ tịch nhá. Chủ tịch có con xe nào mà về là nhớ về lên sóng cho anh em nhá. Anh em nào yêu quý chủ tịch thì hãy đăng ký kênh và nhấn chuông biểu tượng bên phải để cập nhật những video những con xe mới về của hàng ngày của chủ tịch em nhá. Rồi, chào anh em nhá. Chúc chủ tịch bán được nhiều xe nhá.